Chào mừng anh em đã quay trở lại với chương trình Uni Talk Show Cà phê Kỹ thuật, và mình là Tấn Đạt sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Như anh em đã biết, hiện nay thì nguồn điện là một thành phần không thể thiếu trong đời sống và sản xuất, và nhu cầu sử dụng điện liên tục ngày càng tăng, đặc biệt là những khu vực quan trọng và những khu vực khó tiếp xúc với nguồn lưới điện. Từ đây thì những cái vấn đề liên quan đến nguồn điện dự phòng càng được quan tâm và được đưa ra để phân tích mổ xẻ và tìm ra những giải pháp tốt nhất. Trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp bạn Tài, một kỹ thuật viên cũng có khá là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời, để cùng nhau tìm hiểu về những vấn đề về mô hình nguồn dự phòng cũng như là những cái công nghệ mới trong lĩnh vực nguồn dự phòng. Chào bạn Tài, cảm ơn Tài đã sắp xếp thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Tài có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cho cả nhà biết. Dạ, cảm ơn anh Đạt. Thì chào anh em, mình là Tài, kỹ thuật viên của công ty Unisolar. Rất là vui khi mà hôm nay có mặt tại buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì rất là mong những cái kiến thức của mình sẽ hỗ trợ cho ít nhiều đến các anh em. Tài nè, chúng ta đã quá quen thuộc với những khái niệm như là pin dự phòng hay là sạc dự phòng rồi. Vậy cái khái niệm về nguồn dự phòng nó như thế nào và nó có khác gì so với cái khái niệm về pin dự phòng hay là sạc dự phòng hay không? Dạ anh, thì thật ra là về pin dự phòng hay là sạc dự phòng á, thì gọi chung nó cũng là một cái nguồn dự phòng. Thì cái nguồn dự phòng về mặt nguyên lý thì nó là một cái thiết bị có thể là cung cấp cái nguồn điện tạm thời cho một cái hệ thống nào đấy, và giúp cái hệ thống đấy có thể là duy trì điện liên tục, và cũng như là giúp ngăn ngừa được những cái gián đoạn trong các hoạt động như là làm việc nè, như là học tập hoặc là nghỉ ngơi của cái người sử dụng. Thì hệ thống này có thể là hệ thống quy mô một gia đình, có thể là văn phòng hoặc là một cái trung tâm dữ liệu gì đấy. Đó là về khái niệm của nguồn dự phòng. Nói như vậy là về tính chất là nó giống nhau, chỉ khác nhau là cái nguồn dự phòng nó là một cái khái niệm rộng hơn và với những cái quy mô khác nhau lớn hơn. Vậy thì nguồn dự phòng thì nó được sử dụng ở những cái mô hình nào cũng như là những cái trường hợp nào? Dạ thì cái nguồn cấp dự phòng á, nó có những cái mô hình sau sẽ sử dụng. Thứ nhất là cái nguồn cấp cho những cái trạm điện. Trạm điện thì nó có những cái thiết bị đóng cắt. Thì khi mà mất điện thì cần có một cái nguồn nuôi cho những thiết bị đóng cắt này, như là những cái relay chẳng hạn. Thứ hai là những cái trung tâm dữ liệu, lưu trữ dữ liệu như là trung tâm data center này, thì nó cũng cần những cái nguồn nuôi tương tự. Thứ hai là những cái hoạt động ngoài trời, những sự kiện lớn mà nó khó kết nối được với cái nguồn điện lưới thì cũng cần cái nguồn dự phòng để hoạt động diễn ra một cách trơn tru. Thứ hai là những cái xe chuyên chở thực phẩm nè, chở thuốc nè, thì đằng sau xe thì nó có những cái thùng container để bảo quản thực phẩm hoặc là bảo quản thuốc trong một cái điều kiện nào đấy, thì cũng cần một cái nguồn nuôi để duy trì cái nhiệt độ trong một cái ngưỡng bao nhiêu đấy để thực phẩm không bị hư hoặc là thuốc nó không bị biến đổi. Thứ ba là những cái công trình xây dựng, đặc biệt là những công trình xây dựng mà nó xa xôi, nó không có điện lưới để xài, mà đặc điểm của công trình xây dựng là nó xài rất là nhiều thiết bị hạng nặng, đặc biệt là thiết bị điện, cho nên sẽ là cần một cái nguồn dự phòng để sử dụng. Thứ tư là cái nguồn dự phòng cũng sẽ là được cấp cho những cái hộ gia đình hoặc là những hộ kinh doanh trong trường hợp mà đang dùng mà bị mất điện thì cũng có điện để xài. Nói như vậy là cái nguồn dự phòng của chúng ta được sử dụng cũng khá là phổ biến và rộng rãi với nhiều ứng dụng khác nhau đúng không ạ? Vậy cái nguồn điện dự phòng của chúng ta có được chia phân loại hay không, và nó phân loại là những loại như thế nào? Dạ thì trên đường hiện nay á, phổ biến nhất thì nó có hai loại. Cái loại mà tại chỗ thì nó sẽ là máy phát điện dự phòng. Thì máy phát điện dự phòng sẽ chuyển đổi từ những cái nguyên liệu đầu vào như có thể là dầu hoặc là khí ga thành điện năng chúng ta sử dụng. Và máy phát điện dự phòng thì cũng rất là nhiều cái công suất cũng như là kích cỡ cho chúng ta lựa chọn. Còn về mặt di động á, thì có những cái gọi là pin dự phòng. Thì pin dự phòng thì nó kích thước nó sẽ nhỏ hơn, nó tiện dụng và nó di động tốt hơn so với máy phát điện, và nó có thể là lưu điện vào bên trong để khi mà cúp điện á, thì chúng ta lấy ra chúng ta sử dụng. Thì anh em có thể hình dung là giống như là cái pin dự phòng của mình hay xài á, thì cái pin lưu trữ dự phòng nó cũng y chang. Thì khác biệt đó là cái pin chúng ta xài là cái công suất nó nhỏ, cũng như là cái áp đầu ra của nó đâu đó khoảng là 5V hoặc là 12V thôi. Còn cái pin dự phòng cho cái nguồn lưu trữ thì nó sẽ cái công suất nó lớn hơn, cũng như là cái đầu ra của nó sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu về mặt sản xuất hoặc là về mặt dân dụng của chúng ta, đây là 1 pha 220 hoặc là 3 pha 38. Anh thấy thì
Máy phát điện thì bây giờ chắc cũng ít sử dụng hả? Bây giờ đa số người ta đã chuyển công nghệ về an toàn cũng như là những cái tiện lợi của nó thì người ta chuyển qua pin dự phòng hết rồi đúng không? Dạ thì cái máy phát điện là cái mô hình dự phòng truyền thống, tức là đầu tiên là nó có nó rồi. Về sau thì người ta có phát triển thêm cái công nghệ mới, thì bây giờ là có pin, và có pin pin gọi là lưu trữ hiện nay thì đang là cái phương án được nhiều người sử dụng, bởi vì những cái ưu điểm của nó vượt trội hơn so với cái máy phát điện. Theo Tài thì cái pin lưu trữ nó có chia ra những cái loại nào hay không? Tại vì có nhiều anh chị cũng quan tâm và muốn đầu tư nhưng mà cũng không hiểu về kỹ thuật á, nên là cũng không rành là nó có những cái loại nào, và để chọn cái loại nào là tốt nhất thì em có thể nói về những ưu điểm cũng như là phân tích cho anh em cùng biết. Dạ thì nói về pin lưu trữ á, thì hiện nay đang dùng phổ biến nó có hai loại. Một là pin axit chì, hai là pin lithium. Thì về mặt mà dung lượng á, thì pin lithium nó có cái mật độ năng lượng cao hơn so với pin axit chì khoảng 4 lần. Cho nên cái mức độ chịu tải của pin lithium sẽ cao hơn. Và cùng một cái dung lượng như nhau thì pin lithium nó sẽ có cái trọng lượng chỉ bằng một nửa so với pin axit chì thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về mặt tuổi thọ thì pin axit chì mình dùng được khoảng 1 năm là mình phải thay rồi. Pin nó sẽ dễ bị phồng hoặc là bị xun phát hóa, vân vân. Còn pin lithium thì mình sẽ được lâu hơn, đâu đó khoảng là 7 đến 8 năm hoặc là nhiều hơn. Cho nên là về mặt độ bền á thì pin lithium nó sẽ bền hơn so với pin axit chì. Và thứ ba là về thời gian sạc xả thì pin lithium á là do cái mật độ năng lượng nó cao so với pin axit chì. Cho nên là nó sẽ sạc được nhanh hơn so với pin axit chì. Và cái pin axit chì mà nếu chúng ta xài cái dung lượng nó quá 50% mà không có sạc lại á thì nó dễ bị cái trường hợp nó bị hư hai đầu cực đó. Còn cái pin lithium hiện nay thì nó cho phép là chúng ta xả, cái tỷ lệ xả của nó rất là sâu, cái tỷ lệ DOD của nó rất là sâu, đâu đó là khoảng là trên là 80% đó. Còn về mặt hiệu suất hoạt động á thì pin lithium nó sẽ có cái hiệu suất hoạt động nó ổn định hơn về mặt lâu dài so với pin axit chì. Còn về mặt chi phí á thì hiện nay thì pin lithium nó đang cao hơn so với pin axit chì, tuy nhiên là nó có nhiều cái ưu điểm vượt trội hơn, cho nên là chúng ta cũng có thể là cân nhắc đánh giá để đầu tư khi mà chúng ta lựa chọn pin. Tại nè, theo anh được biết thì Unisolar là một đơn vị ngoài cung cấp những giải pháp về điện năng lượng mặt trời thì nó cũng cung cấp thêm một số cái giải pháp về pin lưu trữ, thì em có thể giới thiệu cho cả nhà cùng biết là mình đang sử dụng giải pháp nào hay không? Dạ thì em bên Unisolar đó thì hiện đang cung cấp cái giải pháp pin lưu trữ là của CGN, Synergy. Thì Synergy có những cái ưu điểm mới, giải quyết được những cái vấn đề của những cái hệ thống pin lưu trữ truyền thống chưa giải quyết được. Ví dụ như là đầu tiên là về mặt lắp đặt nè, thì cái pin của Synergy thì thiết kế là theo dạng là all-in-one, theo dạng là module xếp chồng, cho nên là khi mà chúng ta mà lắp đặt á sẽ tiết kiệm rất là nhiều về mặt diện tích. Và thiết kế của CGN cũng rất là thẩm mỹ, cho nên là chúng ta có thể lắp đặt được gần như là bất cứ đâu chứ không cần phải xếp nó vô một cái nơi nào mà quá kín đáo đó. Và thứ hai nữa là cái pin của Synergy thì nhà sản xuất thì họ thiết kế theo dạng là giấu những cái tiếp điểm, tức là với những cái hệ pin truyền thống thì anh có thể xem những cái hình á, thì họ có rất là nhiều cái dây kết nối giữa các cái khối pin với nhau, mà càng nhiều dây trong hệ thống thì nó sẽ sinh ra nhiều cái tiếp điểm. Và tiếp điểm là một trong những cái rủi ro gây nên những cái vấn đề về phát nhiệt, gây chập cháy trong hệ thống. Và thứ hai nữa là cái cell pin của Synergy á, là sử dụng là cell pin dung lượng cao, tức là với những cái hệ pin truyền thống á, là những cái hãng sản xuất là họ dùng cái pin dung lượng thấp khoảng là 100 mAh. Thì khi mà anh dùng những cái cell pin dung lượng thấp, anh thiết kế một cái khối pin khoảng dung lượng là 5kg, 8kg, 10kg thì anh hình dung là anh phải ghép những cái tế bào á, số lượng rất là nhiều, thì thành ra cái điện áp ngõ ra của một cái khối pin nó cao. Thì với Synergy thì họ dùng cái cell pin dung lượng là nó cao là khoảng là 280 mAh. Thì khi mà anh thiết kế một cái khối pin thì anh chỉ cần ghép những tế bào với số lượng ít hơn so với cái hệ truyền thống, thì bây giờ làm cái điện áp ngõ ra của một cái khối pin nó thấp, thì cái điện áp ngõ ra thấp á nó sẽ ngăn ngừa được những cái rủi ro về mức an toàn cho cái người lắp đặt vận hành, cũng như là nó ngăn ngừa được những cái rủi ro về chập cháy trong hệ thống. Đó là thứ nhất. Thứ hai, cái ưu điểm về mặt vận hành thì
với những cái hệ pin truyền thống là chỉ có thể sạc được từ USB-C thôi. Còn với những cái với giải pháp của Cygen là cho phép mình sạc được từ cả DC và cả AC luôn, tức là mình có thể sạc nguồn, mình có thể sạc cho pin là từ những cái tấm pin mặt trời, còn nếu không có pin thì mình có thể sạc từ nguồn điện lưới, nguồn điện của mình. Còn nếu mình có cả hai thì quá tuyệt vời, linh hoạt. Dạ. Còn thứ hai về mặt vận hành thì với pin của Cygen thì nhà thiết kế có thiết kế một cái mỗi khối pin đó nha, là một cái bộ gọi là DC Optimizer. Thì cái bộ này nó cho phép là cái gì? Khi chúng ta ghép nhiều cái khối pin với nhau á, thì anh hình dung là với những cái cách mắt thiết kế như truyền thống là nối tiếp, thì khi mà chúng ta nối tiếp rất là nhiều cái khối pin như vậy á, thì một cái khối pin á, nó gặp cái vấn đề hoặc là nó có cái sự cố thì nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của toàn cái khối pin trong một hệ thống. Còn với Cygen thì họ thiết kế thứ nhất là song song, thứ hai là nó có cái bộ, mỗi cái khối pin nó có một cái bộ DC Optimizer. Thì những cái khối pin nào mà có hiệu suất thấp hoặc là có vấn đề á, nó sẽ được cái bộ DC Optimizer này cách ly ra, tách biệt ra khỏi hệ thống để không làm ảnh hưởng tới những cái bộ khác trong cái một cái dạng pin. Và thứ ba nữa là với Synergy thì họ tích hợp một cái tính năng mới về chuyển mạch. Thì với những cái hệ pin mà truyền thống á, thì cái thời gian chuyển mạch đâu đó nó có bị trễ, tức là từ lúc mà anh bị mất điện cho tới khi mà anh có điện á, nó mất đâu đó khoảng là 30 giây. Thì những cái thiết bị nhạy cảm về điện tử như là TV, camera hoặc là PC chẳng hạn thì nó sẽ bị mất điện, thì nó sẽ gây ra khó chịu cho cái người sử dụng. Còn Cygen thì cái công nghệ mới của họ là chuyển mạch không ly dây, gọi là chuyển mạch không gián đoạn, cho nên nó rất là phù hợp cho những cái mô hình như là những hộ kinh doanh, khách sạn, nhà hàng vân vân, hoặc những cái hộ mà những cái người dùng mà yêu cầu hơi khắt khe về cái thời gian chuyển mạch khi mà bị mất điện đó. Và cuối cùng á, là cũng là cái chức năng rất là đặc biệt của Cygen là Cygen họ tích hợp những công nghệ để ngăn ngừa những cái rủi ro về chập cháy, cũng như là có cái những cái công nghệ giám sát được rủi ro này trong quá trình mà pin hoạt động. Thì anh hình dung là những cái công nghệ pin, cả những cái pin axit trì và pin lithium hiện nay luôn, với cái công nghệ pin lithium mà cũ á, thì gần như nha, họ thiết kế theo dạng rắc và không có một cái công nghệ nào giám sát được những cái nguy cơ, những cái rủi ro về chập cháy về pin. Và pin á, khi chúng ta xài á, để hình dung là nó sẽ có nguy cơ chập cháy nha. Đó. Cái vấn đề như là hiện tượng là thoát nhiệt hay còn gọi là thermal runaway hoặc là bad draft thì nó sẽ dễ xảy ra đối với pin lưu trữ, pin dự phòng. Đó. Thì á, với công nghệ cũ thì họ không có trang bị cái tính năng này. Vì với Cygen á, thì họ trang bị thứ nhất là những cái lớp cách nhiệt để bảo vệ những cái cell làm việc với nhau, để một cái cell mà khi mà có nguy cơ xảy ra bị phát nhiệt á, nó không lan truyền nhiệt tới những cái cell khác trong một khối pin, cũng như là ngăn ngừa cái sự lan truyền nhiệt giữa cái cell pin với những cái hệ thống khung vỏ chứa những cái cell đó. Và thứ hai nữa, trong cái trường hợp mà có nguy cơ xảy ra cái trường hợp là bị chập cháy từ ban đầu á, thì Cygen họ cũng cung cấp những cái bình chữa cháy chủ động cũng như là cái van xả khí nén để ngăn ngừa triệt tiêu đi những cái nguy cơ rủi ro chập cháy về ban đầu. Và song song với đó là họ cũng trang bị những cảm biến giúp chúng ta là quản lý được cái nhiệt độ của từng cell pin trong quá trình cái cell pin hoạt động mà theo thời gian thật luôn nha. Thì tức là người dùng nè, rồi người vận hành lắp đặt nè, có thể theo dõi được thực tế là cái cell pin nó đang hoạt động nó có nhiệt độ như thế nào, để khi mà nó bị quá nhiệt một cái ngưỡng nào đấy thì chúng ta có cái phương án xử lý từ sớm để không bị thụ động trong cái vấn đề mà chập cháy xảy ra. Và thì đó là một vài cái ưu điểm của cái giải pháp của bên Unisolar là của Cygen đang cung cấp cho thị trường pin lưu trữ hiện nay. Nghe Tài nói xong thì thật sự ở vị trí của một nhân viên kỹ thuật nói chung và một cái người mà đam mê về công nghệ cũng như là đang có nhu cầu về hệ lưu trữ thì thực sự là rất là thích. Thì không biết là ví dụ một anh em ở đây quan tâm và muốn trải nghiệm thực tế thì chúng ta có cách nào hay không? Dạ, về mặt trải nghiệm sản phẩm á, thì hiện tại là bên Unisolar có kết hợp với hãng Synergy có một cái tour là dọc Bắc Nam. Thì bên em có một cái xe được thiết kế là mô phỏng toàn bộ hệ thống của Cygen, bao gồm là những cái tấm pin, rồi bên trong thùng là bộ hòa lưới, bộ lưu trữ của Cygen luôn, và cả cái bộ sạc xe điện nữa. Và trong xe cũng có những cái tải như là một cái hộ bình thường gia đình, máy lạnh, TV, vân vân.
Đó, và trong quá trình tour như vậy thì cũng có rất là nhiều anh em liên hệ và ghé thăm cũng như là trải nghiệm sản phẩm. Cũng có nhiều anh em là chạy xe điện tới để trải nghiệm cái năng sạc của bên em luôn. Và có một cái cây bên em đi ngoài Vũng Tàu á, thì có một cái khách hàng là họ đang cần, nhu cầu là họ cần một cái nguồn dự phòng để cấp cho một cái nơi gọi là hình như là Trường Sa hoặc Hoàng Sa gì đấy, tức là đại khái là không có nguồn điện lưới. Và cái hệ thống của họ cần nguồn dự phòng đó là một cái hệ thống để chuyển đổi từ nước biển thành nước ngọt, thì họ cần một cái nguồn cũng công suất khá là lớn để cấp cho những cái máy bơm nước lên và lọc nước cũng như là đẩy lại thành nước lọc uống được ha, sử dụng được. Thì á, cái CGN này họ tới và họ trải nghiệm và họ rất là thích, và họ sẽ tiến hành để nghiên cứu và có một cái bản báo cáo để duyệt lên cho bên phía nhà đầu tư. Đó. Thì cái hệ này là bên em demo tại Vũng Tàu. Đó. Còn ngoài ra thì các anh em nào mà ở các tỉnh thành á, nếu có quan tâm thì có thể là liên hệ với hotline của Unisolar được tư vấn cũng như là trải nghiệm sản phẩm thực tế của CGN tại tỉnh thành của anh em. Qua buổi talk show ngày hôm nay thì chắc chắn là mang lại khá là nhiều thông tin hữu ích cho anh em quan tâm đến những cái hệ lưu trữ cũng như là đang có nhu cầu lắp đặt. Thì nếu như anh em quan tâm thì có thể liên hệ tới Unisolar đúng không ạ? Cảm ơn Tài đã sắp xếp thời gian đến với buổi talk show ngày hôm nay. Hẹn gặp lại Tài ở những buổi talk show sau. Nếu như anh em chúng ta còn thắc mắc gì cần trao đổi thêm thì chúng ta có thể để lại thông tin ở phần bình luận cũng như là liên hệ số hotline 0946999975. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại ở chương trình sau.